sau này tôi sẽ hướng dẫn cho các cô, hướng dẫn cho các bạn làm một trứng rán. Tiên tôi sẽ lấy 4 quả trứng ra này, rồi đập ra nhá. Ui rồi. Hai quả nhá, hai quả. Tiếp. Rồi. 4 quả rồi nhá. Rồi xong rồi. Canh cho vào khoảng nửa thìa, thêm khoảng nửa thìa nữa nhá. Ok, xong rồi chúng ta đóng nắp lại này. Cua lên khi cho nó hết cái đấy, cho hết bột canh đi. Xong rồi bật bếp lên nhá, bật bếp khoảng 1200. Rồi cho cái dầu vào nhá, được rồi. Lắp lại lò này. Rồi mình sẽ đổ trứng vào này. Đổ trứng. Rồi sôi sùng sục. Nhí nhuyễn. Nhí nhuyễn. Rồi nè. Rồi. Làm xong một trứng rán rồi nhá. Rồi, thế các bạn. Okay.